Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một loại rễ cây rất tốt cho sinh lý nam các bạn nhé. Đây chính là rễ cây mũ tuần các bạn ạ. Thì rễ cây mũ tuần này trên dân tộc vùng cao người ta còn gọi là cù bong lậu các bạn ạ. Một loại rễ cực tốt cho hệ sinh lý nam, ví như thần dược các bạn ạ. Để các bạn xem rõ về rễ cây mũ tuần này, nó có màu nâu đỏ như thế này, rất đẹp các bạn. Hiện nay thì rễ cây mũ tuần này đã được sử dụng để điều trị căn bệnh yếu sinh lý cho cánh mày râu rất tốt. Mỗi một cân rễ mũ tuần này thì các bạn ngâm với 3 đến 5 lít rượu. Sau 2 đến 3 tháng là sẽ sử dụng được các bạn ạ. Cực tốt cho sinh lý nam các bạn nhé. Sau đây mình sẽ ra quay trực tiếp cây mũ tuần ngoài vườn cho các bạn xem. Đây chính là cây mũ tuần tươi các bạn nhé. Đấy, cây mũ tuần chuẩn thì là lá phải như vậy các bạn ạ. Các bạn nên cẩn thận khi mua dược liệu mũ tuần này nhé các bạn ạ. Bởi vì hiện nay là rất nhiều người vì lợi nhuận họ đã sử dụng cái rễ cây phèn đen để họ bán lừa cái cây mũ tuần này. Đấy, các bạn nhìn kỹ về cây mũ tuần đấy. Khi mua thì các bạn cũng phải lên xem xét thật kỹ. Rễ nó phải có màu nâu đỏ. Không mà mua phải cái rễ phèn đen nữa là về ngâm rượu nó chả có tác dụng gì đâu. Cũng như là ba kích đó các bạn, có ba kích trắng, ba kích tím, thậm chí có cái rễ ba kích đó, nó to bằng cổ tay đó. Họ cũng dùng cái loại cái rễ cây ruột ngựa nó bằng cổ tay đấy, họ lừa bán là ba kích. Cho nên là các bạn mua cái rễ cây mũ tuần thì các bạn cũng phải lên cẩn thận, mua những nơi uy tín. Thôi mình xin chào tạm biệt các bạn.